Nè. Can you see my screen? Mình đã có thấy màn hình của cô chưa? Can you see my Mình ơi, can you see my screen? Có thấy Dạ. màn hình của cô chưa Minh? Rồi. Ok, very good. Rồi, trong cái bài tập này cô có một cái thử thách dành cho mình ha. Mình hãy dành cho cô cái đoạn văn phía bên tay phải con. Cái màu xanh á, cô có những cái khoảng trống ha, cô có những cái khoảng trống và điều đặc biệt là tất cả những cái khoảng trống này đều chỉ cần điền một từ giống nhau vào thôi. Nhiệm vụ của mình là cho cô biết cái từ nào con có thể điền vào cho tất cả, dùng một từ nha, điền được cho tất cả những khoảng trống này luôn. Music. Music, tại sao con lại nghĩ là music? Why? Why do you think music? Tại sao con lại nghĩ là từ music? Tại vì cái này đang liên quan đến âm nhạc nên con nghĩ là music con. Đúng rồi, ngoài ra còn cái dẫn chứng nào nữa không con? Cái chứng cứ nào để mình dựa vào mình biết là music? Listen to. Đúng rồi, listen to, rồi gì nữa? That The piano and guitar, ha? Rồi gì nữa? learn. Ừ, đúng rồi, That learn. lesson nữa nè. Đó. Learning, học nữa ha. Đây là những cái keyword giúp mình chọn được từ music. Very good. Trong đây cô có một vài từ cô muốn hỏi mình cho cô biết nghĩa nha. Rồi, từ đầu tiên cô muốn hỏi mình, đó là từ này, drawn up. What does it mean, drawn up? Con tròn lên Drawn up bằng viết. lên nó lên cao No. Drawn up is a noun. Đây là một danh từ ha. Cô gợi ý nha. Nó đồng nghĩa với chữ adorned. Adorned. Nó bằng nghĩa với từ này. từ này có nghe lạ lắm. Adult có nghĩa là người lớn, hay mình hay còn gọi là người trưởng thành ha. Người trưởng thành bằng với grown up. Rồi sau này người ta nói grown up thì con cũng sẽ hiểu rằng người ta đang nói đến adult nha, người lớn ha. Rồi từ tiếp theo con muốn hỏi mình. Đây. Marks. What does it mean, marks? Marks là gì cơ? Marks. Marks, what does it mean? Marks. Mark ở đây là điểm số đó Minh. Mark ở đây là điểm số đó con. Good marks là điểm cao. Low marks là điểm thấp. Được ha. Rồi, ok. Music là đáp án chính xác của mình. Rồi, tiếp theo. Trả lời cho cô những câu hỏi sau đây nha. What does learning music have you with? What the learning music have you with? Việc học nhạc thì giúp ích được gì cho mình ha? Dạ cô. Cái việc mà học music á, học nhạc á thì giúp ích được gì cho con? Nhìn cho cô vô cái đoạn văn và tìm câu trả lời thích hợp. What the learning music have you with? Học nhạc thì giúp ích được gì cho con ha?
Cho mình hiểu biết thêm nhiều về âm nhạc cô. Tìm dẫn chứng trong bài cho cô. Tìm dẫn chứng Children trong cái đoạn văn. have more music and act lesson. God determines it meant. Everything was better too. À, đó không phải là dẫn chứng. Cô gợi ý cho em Minh ha. Dẫn chứng nó nằm ở đây nè con tìm chữ nào mà chỗ nào mà có chữ help á. Learning music help Your reading. á. Đúng rồi, đây dẫn chứng nó nằm đây ha. Help, giúp bạn học thuộc. Help your reading, spelling and math too. Âm nhạc có thể giúp mình cải thiện cái việc đọc nè, việc spelling là việc đánh vần nè, và math là môn toán luôn. À, đúng rồi, dẫn chứng nằm ở đó ha. Continue. In the test, whose math and reading were better? Tìm cái dẫn chứng trong bài và trả lời cho cô câu hỏi thứ hai. In the test, who math and reading were better? Do you understand the question? Mình hiểu câu hỏi không con? Do you understand the questions? Không. Câu hỏi của cô đó chính là trong cái bài đọc đề cập đến là cái kỹ năng đọc và môn toán của ai thì đã trở nên tốt hơn, đã cải thiện hơn. Who? Là 90 school children. Đáp án của mình là children đúng không con? Children, nhưng mà cái dẫn chứng của nó nằm ở câu dưới nha. Nó nằm ở câu children who has more music and action got better marks in math ha. Right. Write the sentence in the box above the test on the first line. Music lesson make you cleverer. Câu này khá là hay nè Minh. Con có đồng ý với câu này không? Music lesson make you cleverer. Do you agree? Và thông minh hơn. Con có đồng ý không? Con có nghĩ là music lesson make you cleverer Là có. không? Do you like music? Mình có thích nghe nhạc không? Có. Có ha. I think so. Cô cũng nghĩ vậy. Music lesson make us cleverer. Bởi vì khi mà có những cái giai điệu nhạc á, sao mình sẽ giúp mình cải thiện kỹ năng đọc ha. Bởi vì sao? Nó khác với việc đọc bình thường ha. Nó có nhịp điệu nữa. Music như là một cái gọi là đọc mà phải có nhịp điệu á, nó cải thiện kỹ năng đọc của mình, bởi vì có lúc mình phải nhanh, có lúc mình phải chậm ha. So, music lesson make you cleverer. Right. Bây giờ I want you to write four more sentences about music. Bây giờ mình ghi cho cô vào khung chat 4 câu. Write four more sentences about music về chủ đề âm nhạc nha con. Viết cho cô 4 câu liên quan đến chủ đề âm nhạc. Có thể là bất kỳ câu gì ha. Ví dụ như là music help me relax, âm nhạc giúp tôi thư giãn after a hard day. Hay là con nói là when I listen to music, I feel comfortable. Whatever, bất kỳ thứ gì liên quan đến music, 4 câu cho cô nha. I will give you 2 minutes. Cô sẽ cho mình 2 phút nha. 2 minutes để viết ra 4 câu về âm nhạc cho cô ha. 2 minutes start. 2 phút bắt đầu. Write down the chatbot. Ghi ra khung chat cho cô nha Minh. Con chưa nghe rõ lắm. Rồi đây, con đọc cho cô cái câu bên này ha. Đọc cho cô đi Minh. Là con sẽ hiểu là cô muốn con làm gì. Now I want you to go where for more centers about music. Sẽ là bài You music. see. Con hiểu đề chưa? Viết ra bốn tên 4 tên của câu. bốn cái bài Rồi. nhạc.
bốn câu, sentence là câu, viết bốn câu về chủ đề âm nhạc, viết bốn câu về chủ đề âm nhạc cho cô, có nghĩa là có chữ music trong đó là được, viết bốn câu mà có chữ music trong đó là được ha, có liên quan đến music là được. Minh ơi, con đâu rồi? Mẹ Where are? Where did you go? con nó có đi đâu cô, tự nhiên mẹ nó yếu xong rồi con bị văng ra luôn cô. Ok, rồi vậy bây giờ viết bốn câu liên quan chủ đề music cho cô nha. Viết ra khung chat cho cô xem Bốn ha. câu trong bài này. Rồi. Không phải trong bài không mà mình tự nghĩ ra á. Nguyễn sao liên quan đến chủ đề music là được. Con đặt ví dụ như là khi nghe nhạc con cảm thấy rất thoải mái. Khi con buồn thì con nghe nhạc. Hay là âm nhạc là tất cả đối với con. Gì đó vân vân ha. Bốn câu nha. 2 minutes. Còn cô phải bằng tiếng Anh hả cô? Of course, tất nhiên là mình. Không sao đâu, con ghi đi. Con đừng có sợ sai cái gì cô sửa cho. One more, còn một câu nữa Minh. Con nó viết Dạ, bây giờ cô sửa nha. I like music ha, câu này chính xác.
I sing well, chấp nhận. I can play the piano, chấp nhận. My friend like music. Câu này có một chút vấn đề. My friend ở đây là một người bạn hay nhiều người bạn ha? Một Một người bạn thì động từ phải thêm s vào cho cô. Đúng không? Ừ, rồi sửa lại cho cô đi. Sửa câu cuối cùng lại. Đúng rồi, ok. Continue the next one. Đây, đây là bốn câu mà cô gợi ý cho mình ha. Music help your reading and spelling. Music get you better mark in math. Learn to sing music lesson. Và read better with music. Music is good for you. Rồi mới đọc cho cô bốn câu này. Có câu nào mà con không hiểu không? Con không hiểu nghĩa không? Câu số 4. Câu số 4. Read better with music. Read là gì ha? Read. Đọc. Better. Better là tốt hơn đó các. Read better with music có nghĩa là mình sẽ đọc tốt hơn khi mà mình đọc với nhạc ha. Read better with music. Ừ. Câu này có nghĩa là sao? Có một vài người người ta sẽ lồng âm nhạc vào để người ta giúp người ta nhớ bài, người ta đọc bài tốt hơn ha. Ừ, có nhiều người người ta sẽ dùng những cái từ vựng người ta chế thành một cái bài hát, và khi người ta hát cái bài hát đó người ta sẽ học thuộc cái từ vựng đó luôn. Đó, mình gọi là read better with music. Music is good for you. Và mình hiểu rồi ha, music is good for the next exercise. Tiếp theo liên quan đến ba từ where, who và when. Mình cho cô biết where có nghĩa là gì, who có nghĩa là gì và when có nghĩa là gì ha. Quê ở đâu? Who, Là ai? when. When. When là khi nào? When là khi nào ha? Đúng rồi, when là khi nào? Ok. Ở đâu, ai, khi nào? Đúng rồi. Bây giờ dành cho cô các bạn ở phía bên tay phải ha. So there are many questions. Cô có rất là nhiều câu hỏi. Minh chọn cho cô một câu hỏi có chữ where, một câu hỏi có chữ who, một câu hỏi có chữ when cho cô. Trong cái cột, trong cái khung bên phải, chọn cho cô một câu có chữ where, một câu có chữ who, câu có chữ when. Con đọc câu ra cho cô. Where do you do your homework? Where do you do your homework? Một câu. Tiếp theo. How old are How old are you? Đâu có một trong Where ba từ did này đâu con. you see the film? When đúng không? When did you see the film? Rồi còn một câu với chữ who nữa. Cô ai dung mà cô? Hồi nãy con nói câu gì? How are How are you? you? How old are you? Đâu có chữ who đâu. Hả? Cô một nữa đó cô. Cô biết rồi, nhưng mà trong cái câu đó nó không có chữ who. Đúng không? Cô đang yêu cầu một câu với chữ where, một câu với chữ where, một câu với chữ who mà. Who did you see the Who did you see the film with? Đúng rồi, cái đó có chữ who á. Đây, bạn Hà Hồ xong. Bây giờ nhiệm vụ của mình là trả lời cho cô ba câu hỏi này nha. Rồi, trả lời cho cô ba câu hỏi mà con vừa tìm được.
do homework in my home. Home thì mình sẽ dùng là at home, không dùng in my home. At Home. home. I When do my homework at home. did Rồi. Right. When did you see the I see the film. I see the film là chưa đúng nha. Bởi vì đây là ở quá khứ. I saw the film. Đúng rồi, I saw the film. Every weekend. Every weekend là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Quá khứ thì con có thể nói những cái thời gian mình đã xảy ra rồi á. Hôm qua nè, tháng trước nè. Thursday. In Thursday hay là on Thursday? On Thursday chưa rõ, con phải nói là thứ năm này đúng không? Thứ năm này là ngày hôm qua, mình có thể dùng từ yesterday á mình. On Không có chữ on, còn yesterday thôi. Câu của mình như thế này ha. Ai nè. yesterday. Saw nè. I saw the film yesterday. Vậy là xong. Yesterday. Rồi, câu tiếp theo. Did you do the Who did you see the film with? I saw the film with my family. Đúng rồi, I saw the film with my family. Very good. Rồi bây giờ mình giúp cô đặt ba câu hỏi ngoài, không được trùng với những câu hỏi trong đây nha. Đặt cho cô ba câu hỏi, mỗi câu có where, who và when. Write down in the chat box, ghi ra khung chat cho cô nha. Đặt một câu không được trùng với những câu trong khung. Bắt đầu cho cô ba câu. Một câu với chữ when. Where do Ghi ra đi con. Ghi đi cho mình nhớ cái mặt chữ. Không được trùng nha. Nhớ có dấu chấm hỏi nha Minh, bởi vì câu hỏi nhớ có dấu chấm hỏi nha con. Cô rồi một câu với quen. Ê, chết con quên cái cách chữ quen nữa chị đi con. It's okay, không sao đâu Minh. Cô đọc hiểu rồi. Câu số đầu tiên, where do you go? Rồi con trả lời câu này cho cô đi. Where did you go?
go picnic. I go on a Go on picnic. Câu số 2, who did you go with? picnic. I go with my I go, chưa chính xác. family. Did, did mà con, did là đã xảy ra rồi. I go. Go là thành quen hả con? I went. I went with Đúng rồi, câu số 3. When did you go? family. Yesterday. I went on a picnic yesterday. Okay, I went to picnic yesterday. Very good. Rồi bây giờ cô cũng sẽ đặt ba câu hỏi và mình trả lời ba câu đó cho cô ha. Và trong quá trình đặt câu hỏi thì cô sẽ cố tình sẽ có một lỗi sai, nhiệm vụ của mình là phải sửa lại cho thành đúng cho cô nha. Rồi, ok. Rồi, câu của cô sẽ như thế này ha. Đầu tiên là chữ where. Where are you come from? Right, câu này sai chỗ nào? Mình sửa lại cho cô. Câu của cô sai chỗ nào? Where are you come Không sai chỗ nào. Có sai. Sai chỗ chữ R Câu của mình phải là where are you from? Còn nếu như có động từ come thì mình không có dùng to be mà mình phải mượn trợ động từ do đơ. Rồi, câu của mình sẽ sửa lại như thế này. Where do you come from? Mới đúng ha. Where do you come from? Rồi mình trả lời con này cho cô đi con. Where do you come from? I from Vietnam. I'm from Vietnam. Đúng ha. Nhưng mà cô muốn con dùng chữ come cơ. I come from Đúng rồi. Câu thứ hai liên quan đến từ when nha. When did you born? When did you born? When did you born? When did you born? Sai chỗ nào? Đầu tiên là con có hiểu nghĩa câu này không? Do you understand the meaning? Bạn sinh ra khi nào? Khi nào bạn sinh ra? Rồi cô có một đáp án nha. Câu này cô sẽ sửa là when were you born ha. Bởi vì từ born của mình là tính từ cơ, không phải động từ ha. Nên mình không có mượn động từ did được, mà phải mượn động từ was hoặc là were. When were you born? Rồi con cho cô đáp án đi. Câu trả lời. Bạn sinh ra khi nào? Có nghĩa là hỏi về ngày sinh đó. Ai gì? I was born ha. I was I was
was born in March. Month. March, tháng 3 đúng không? Minh. Không. Tháng mấy con? Con sinh ra vào tháng mấy? Minh sinh ra vào tháng mấy? February. February. Okay, February. Our boy February ha. Sinh vào tháng. Cần thiết thì mình nói thêm tháng và năm, ngày và năm luôn cũng được. Rồi câu thứ ba là cô sẽ đặt với Hu nha. Who did you met? Sai chỗ nào? Là gì Đúng rồi, sai ngay chỗ met đó Minh. Met còn phải sửa lại là thành chữ gì? con? Meet. Meet. Meet, bạn đã gặp ai ha? Who did you meet? Met là V2, là quá khứ của meet ha. Met là quá khứ của meet. Rồi, con trả lời câu này cho cô đi. Who did you meet? Who did My family, mình trả lời là I met. I My met con đã gặp ai? Một người nào my đó. Gặp ai mà khó quá vậy, gặp ai cũng được. I met my friend, được ha. Okay. Rồi, continue the next one. Look, read and do. Okay, how many words for color are there that serve in these? Câu hỏi đầu tiên con muốn đố mình trong cái bài tập này đó chính là how many words for colors are there in the circle in these? How many words? How many? Con thấy câu này quen không? Dạng câu hỏi how many mình trả lời sao? How many people nè, how many rooms nè. There are, đúng rồi, tức là there are cộng với số. Nhiều thì danh từ nó sẽ thêm chữ S. Để con trả lời cho cô, DA bao nhiêu đây? Có bao nhiêu từ chỉ màu trong cái hình tròn? How many? Bao nhiêu từ? There are nine There are nine words for color. Một cái mẹo là người colors. ta hỏi mình gì mình cứ lặp lại y chang lại nha con, chứ đừng có bỏ từ ha. Người ta hỏi how many words thì mình sẽ lấy bắt đầu từ sau chữ many nè. Mình trả lời là there are cộng với số cộng với word for colors. There are nine words for colors is the circle in D. Right, okay. Câu hỏi tiếp theo là next questions. Say the nice color you can see, not the word you read. Right. Chú ý cho cô cái màu sắc ha, cái màu của những cái từ này nha. Chứ mình đừng có chú ý đến cái chữ ha. Rồi, chú ý những cái màu thôi. Con hãy đọc tên cho cô những cái màu mà có trong cái hình tròn này ha.
Đừng có quan tâm đến chữ nha, màu thôi. Màu của chữ red thì con nhìn nó lạ lắm con. Màu đó là mình gọi là cái màu ngọc bích đó Minh. Màu ngọc bích nghe là gì ha? Màu xanh ngọc bích. Bốn ký tự. Sang ngọc bích mình sẽ gọi là jade. Jade sang ngọc bích ha. Rồi, hết chưa? Còn màu nào mà con không biết nữa không? Hết rồi đúng không? Nếu hết rồi thì bắt đầu liệt kê cho cô ha. Con viết một cuốn chat hả cô? Đúng rồi. Rồi, liệt kê hết luôn ha. Của cô chứ orange sinh ra chuối rồi Orange là màu xanh lá cây. cô thấy. Wow. Jade, red, black, purple. Jade, red, black, purple. Bốn rồi. Green, năm. Round. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Round. À, chữ round đó không phải là chữ ra màu nâu nha Minh. Chữ round đó là tròn á con. Chữ ra màu nâu của mình. Mình nhớ lại xem mình viết như thế nào. Brown, 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 brown. Rồi cô sửa nha. Này, proud. Rồi B-R-O-W-N. B-R-O-W-N. Rồi, ok. Để xem câu hỏi tiếp theo ha. What is your favorite color?
Màu sắc yêu thích của mình là gì? What is your favorite color? What is your favorite color? Con ghi trên khung chat luôn cô. Ok. Con nói cho cô được là không cần phải ghi. Con này nói cho cô ha. My favorite color. My favorite color is blue. Ok, very good. What is the color that most people in the world like? Theo con thì cái màu sắc nào mà đa phần mọi người trên thế giới đều thích? Đa phần ha. Màu sắc gì đa phần trên thế giới đều dùng mà con. Đều thích cơ, đa phần mọi người trên toàn thế giới đều thích cái màu đó. Blue. Blue, tại sao con nghĩ vậy? À, tại vì nó tượng trưng cho nước con. Tại con nước Ok. mình mới sống được con. I agree, cô đồng ý ha. Và cô nghĩ một màu nữa đó là màu black. Green. Black. Black. Có biết lý do tại sao cô nghĩ là black không? Black. Con đoán thử lý do mà cô nghĩ là black đi. Là tại những cái đồ vật nó có màu đen thì nó không có bị bẩn. Đúng rồi. Yes, very good. Đúng là cô nghĩ vậy ha. Màu đen mình thấy xuất hiện trong tất cả các đồ vật hiện tại mà mình thấy luôn đúng không? Đặc biệt là tóc của mình cũng có màu đen nè. Và màu đen là cái màu rất là clean, okay. Và rất là được nhiều người yêu thích ha. Và thường màu đen nó thể hiện cho cái sự power, quyền lực. Ok, đó là lý do mà cô nghĩ là black is favored by a lot of people in the world. Continue the next questions. So, is that your favorite color too? Tell me things that are blues. Con hãy kể cho cô liệt kê những cái thứ mà con nghĩ là có màu xanh. Và màu xanh có phải là màu yêu thích của mình không? Mouse. Mouse, Con chuột. con chuột, ok. Con chuột máy tính này là không? Ok, mouse, được ha. Và gì nữa con? Gì mà có màu blue nữa? Sọt. Rồi, tiếp tục. Shots. Sọt. Continue. Tiếp tục đi con. Chù. Continue. Tiếp tục. Sọt. Sky. Bầu trời đúng không? Rồi. Ngoài sky, ngoài shots ra. Mình còn những gì nữa ha? Ngoài mouse ra. Ocean. Ocean. Very good. Ocean. What else? Blue stone. Con nhớ là trong một cái di sản văn hóa của nước nào con? Nó có hòn đá Bluestone. Blue stone, really? Cô vẫn chưa nghe nhắc đến Blue stone. Đó là một cái địa điểm á con, hay là như thế nào? Không hẳn, nó là một cái tảng đá lớn nằm trong một khu di tích vĩ đại của nó có Ok. màu xanh. Rồi vậy thì mình về tìm hiểu kỹ cho cô cái Blue Stone để qua bữa sau cho cô biết một vài thông tin về Blue Stone nha. Nó là cái gì nè? What is this? Where is Dạ, it nó from? là cái Where is tảng it đá nó màu xanh nước biển cô. Mà nó đến từ nước nào? Nó nằm ở đâu con? Dạ, con đọc trong sách, con cũng quên, để bữa nào con đọc lại xin. Rồi, bữa sau cho cô biết thêm một vài thông tin về Blue Stone nha. Ok. Rồi, nên mình học tới đây ha. That's all for today. Ok. Rồi, qua bữa sau nhắn tìm thông tin và cho cô biết những thông tin khoảng 2 or 3 sentences about Blue Stone nha. Ok. Yeah.